Rồi, xin chào tất cả các bạn nữa nha. Hôm nay mình lên cho các bạn một con bổi nổi nha các bạn. Một con bổi nổi nha các bạn. Đây, khá là đẹp nha. Con này thì khống, nước khống có nha các bạn. Thúc kèm có luôn nha các bạn. Kèm có luôn, khi đấu là thúc kèm. Đấy, nó là bổi nổi nha. Đây là tướng của nó này đây các bạn. Bây giờ mình sẽ ra đây mình treo trước nhà mình đây là xíu nó chơi liền các bạn. Treo nó chơi liền à. Con này nó đã nổi cũng mạnh rồi nha các bạn. Về là ít bữa là các bạn tập đi để chơi cây. Con này các bạn nên tập đi chơi cây tại vì cái con này nước gù rất là tốt. Nước ngoài cũng khá là dày. Đó, chim mà về đấu là nước ngoài nó rất là dày. Kèm một luôn nha các bạn. Đó, kèm một luôn đấy. Và ngoại hình thì cũng khá là ok, đẹp. Quy cườm quá là đẹp luôn nha. Rồi. Đây. Màu áo ra, đó, chim nó rất là dạng tại tại vì đã nuôi lâu rồi đó các bạn. Rồi. Bây giờ mình đi treo nó trước nhà đây cho nó chơi cho các bạn xem nha. Đây.